Chuyện Tây Khổ ở Điện Biên Phủ và phong trào săn Tây bắn tỉa của bộ đội Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, năm 1954 tại Điện Biên Phủ, mặc dù Pháp đã trang bị vũ khí tối tân và hiện đại, nhưng một điều quan trọng không kém là ý chí và sức khỏe của binh lính lại bị Pháp quên mất. Và chính cái quên ấy đã giúp bộ đội ta phát huy mạnh mẽ khẩu hiệu một viên đạn một tên địch, một viên đạn mấy tên địch, kiên nhẫn và tích cực, nhắm đúng mục tiêu, đảm bảo hễ bắn là trúng. Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng chân dung lịch sử điểm lại thời gian 1954 tại chiến trường Điện Biên Phủ để hiểu rõ hơn về những cái khổ của lính Pháp và tinh thần quật cường của bộ đội Cụ Hồ nhé! Chuyện Tây Khổ ở Điện Biên Phủ. Từ cuối tháng 3 năm 1954, bằng pháo cao xạ và hỏa lực của các loại súng, phía quân ta đã loại bỏ được hoạt động của sân bay Mường Thanh. Từ đó, con đường tiếp viện duy nhất của Pháp lúc này là thả dù từ trên cao. Việc sân bay bị uy hiếp đã đặt ra cho Bộ Chỉ huy Pháp hàng loạt những vấn đề nan giải mang tính lâu dài. Còn nhín Điện Biên Phủ cũng vì thế mà đã mất đi một sức mạnh quan trọng là lực lượng không quân tại chỗ, không còn khả năng di chuyển thương binh, cũng không thể bảo đảm cho việc tiếp tế lâu dài cho một đội quân lên đến 12.000 người chỉ bằng cách thả dù. Một số tù binh sau này kể lại rằng, ngay từ sau khi kết thúc cuộc tấn công thứ nhất của quân ta, từ ngày 17 tháng 3, chúng gần như không được cung cấp thịt tươi và rau xanh, chủ yếu là lương khô, đồ hộp. Đến cuối tháng 3, cứ 4 người chia nhau 1 kg bánh. Hôm sau, 1 kg bánh lại được chia cho 6 người. Bọn ngụy binh còn thê thảm hơn. Mới hôm trước, mỗi ngày, mỗi người còn được một bát cơm. Chỉ vài hôm sau đã phải ăn cháo để tiết kiệm gạo. Đến những ngày cuối tháng 4, các kho lương thực của địch ngày càng ít đi. Thóc dự trữ cũng được đưa ra dùng hết. Lính da trắng thì 8 người mới được 1,5 kg bánh mì và 3 bánh bích quy một ngày. Bọn lính Lê Dương lại chỉ được một hộp cát cút trên một ngày. Chúng còn có sáng kiến bỏ bích quy vào vỏ hộp sắt, cho nước vào rồi đun lên ăn thay súp hoặc nấu cháo loãng để ăn chống đói qua ngày. Đối với bọn lính, hôm nào cũng xảy ra chuyện cãi nhau, đánh nhau để tranh giành đồ ăn. Ai không nhanh là mất phần. Nhiều tên đói quá còn phải đi ăn vụng, ăn cắp. Tình trạng này nghiêm trọng đến mức được Castri phải tuyên bố rằng sẽ xử tử tên lính nào dám ăn vụng dù một hộp cát cút. Nhưng lại sợ lính nổi loạn, bèn chú thích thêm: nhưng hãy tạm ghi sổ lính, sau này khi về tòa án quân sự Hà Nội sẽ xử. Chuyện ăn đã là vậy, chuyện nước uống cũng khổ cực không kém. Ở mấy đồn khu Tây Mường Thanh, nước uống cũng phải chia theo khẩu phần. Mỗi ngày, mỗi tên lính chỉ được một hộp cát cút nước suối. Bởi mỗi lần lấy được ít nước tiếp tế về là phải huy động hàng đại đội kèm theo 2-3 xe tăng hộ tống và thiệt hại khá nhiều quân số. Tại các hầm trú ẩn của chúng, xung quanh sông Nậm Rốm, không có một tên lính nào dám ra khỏi hầm. Có lúc vì khát quá, chúng định thò đầu ra để đi lấy nước, nhưng lập tức bị triệt hạ ngay. Bất đắc dĩ, chúng đành phải quăng can buộc dây ra sông hòng kéo nước về, nhưng cũng bị quân ta bắn thủng can, thu về toàn những cái can rỗng. Nước uống đã khó khăn, vậy thì nói gì đến tắm giặt. Chúng bắt đồng bào ta lấy mũ sắt múc nước vào hầm để cho chúng tắm. Chúng còn tổ chức đông người đi tắm, chuẩn bị kỹ càng như đi đánh trận. Chúng còn đào ra thông hào tới tận suối, nhưng cũng không dám ngang nhiên ra tắm vì lo sợ đại bác của ta. Có những tên còn hàng tháng trời không đánh răng rửa mặt hay tắm rửa, khiến cho tay chân đen xì. Ăn uống không đủ, sinh hoạt lại thiếu đủ thứ, khiến cho lính Pháp bệnh ốm liên tục, không đảm bảo quân số để chiến đấu. Ốm cũng không yên, họ còn bị phạt tù, bớt khẩu phần ăn và cắt lương. Những tên lính ốm nhẹ thì phải trả nhiều tiền mới được chăm sóc và chữa trị. Những tên bị nặng thì chỉ nằm chờ chết, có lúc chất đống nằm đè lên nhau ngắc ngoải. Mùa mưa tới, các hầm công sự của quân Pháp trở nên rất lầy lội và nhếch nhác. Trong hầm là một mớ hỗn độn cả người sống và người chết. Số quân Pháp đã chết không có chỗ chôn, số thương binh lại không có cách nào di tản được. Thêm nữa, do không được cấp cứu kịp thời, chất đầy trong các hầm công sự của Pháp nên họ cũng chỉ chờ chết. Số còn lại cố trú ẩn trong hầm với một tinh thần hoảng loạn và đầy sợ sệt, bệnh tật và đói khát. Khốn khổ nhất là chuyện vệ sinh. Mùi xú uế nồng nặc bốc lên, người ngợm những tên lính bẩn thỉu, quần áo thì hôi hám, râu ria xồm xoàm, cháy rận đầy quần áo, tóc tai. Tình cảnh của quân đồn trú Pháp khi ấy ngày càng trở nên cùng cực và bi đát, hầu như ngày nào cũng có lính đào ngũ hoặc đầu hàng quân đội nhân dân Việt Nam. Nhất là lính Thái, họ phải sống khổ cực
suốt ngày khóc lóc nghĩ tới gia đình, vợ con nên càng bị hành hạ, bỏ đói. Có lẽ họ chỉ chờ cơ hội là trốn vào trong rừng hoặc chạy về phía Việt Minh khi thấy họ xuất hiện. Nhiều lính Maroc còn lùng tìm hoặc mua bằng được của đồng bào địa phương những tờ truyền đơn và coi đó là giấy thông hành sang với Việt Minh. Một số lính Lê Dương thoát chết ở Him Lam được bổ sung với các đơn vị, nhưng họ cũng từ chối tiếp tục chiến đấu, thậm chí một số bỗng dưng biến mất. Có thể họ đã chạy sang hàng ngũ đối phương, cũng có thể họ đã trở thành những con chuột nậm rốm. Từ khi bị phía quân ta vây hãm và tấn công dồn dập, từ lính cho đến chỉ huy đều mất tinh thần. Chỗ nào hầm chắc chắn, an toàn, bọn quan chỉ huy đều chiếm hết, mặc cho binh lính chui rúc hay nằm chơ ngoài trời. Trận địa tấn công và bao vây của bộ đội Việt Nam ngày càng siết chặt lấy khu trung tâm mà tại nhiều vị trí của lính Pháp, chúng ở trong hầm khi nghe tiếng quốc sảng mà chỉ ngồi im không dám động tĩnh gì. Bọn sĩ quan thì còn hèn hạ hơn, chúng lẩn trốn vào sâu hơn, kín hơn và dồn lính ra để chịu trận. Chuyện đáng nói nhất là những tên đứng đầu tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ cũng tỏ ra vô cùng hoảng loạn. Ngay từ khi Him Lam bị mất, Killer, tham mưu trưởng đã mất tinh thần và từ chối làm việc. Ông ta chọn cho mình một căn hầm vững chắc, úp chiếc mũ sắt lên mặt, ngồi đó suốt cả ngày mà không nói năng gì. Sau bị triệu tập về Hà Nội, De Castri cũng không ra khỏi hầm làm việc như trước nữa. Pirot, chỉ huy pháo thì tự sát bằng quả lựu đạn ngay trong căn hầm chỉ huy của mình. Buổi tiệc mừng lên cấp cho De Castri và các sĩ quan tùy tùng vào cuối tháng 4 năm 1954 cũng diễn ra rất ảm đạm và thê thảm khi lon thiếu tướng của De Castri được chế tác từ những vỏ đồ hộp và được chúc tụng bằng thứ rượu vang chua loét cùng với một tinh thần khiếp đảm của binh lính. Phong trào săn tây bắn tỉa. Kết thúc đợt tấn công thứ nhất, phía quân ta đã mở thông được cánh cửa chính vào trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và bước vào giai đoạn chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai với một nhiệm vụ chính là đào những đường hào tiếp cận và bao vây các vị trí của địch. Các đường hào của ta ngày càng siết chặt như những chiếc thòng lọng thít chặt lấy khu trung tâm của địch. Khi chính thức bước vào giai đoạn tấn công lần thứ hai của chiến dịch Điện Biên Phủ, Bộ Chỉ huy Mặt trận đã nhanh chóng lệnh cho các đại đoàn tập trung xây dựng trận địa tiến công và bao vây. Các đường hào cơ động được ví như những vòi bạch tuộc khổng lồ tiến dần đến cứ điểm địch. Cùng với sự phối hợp của lực lượng pháo cao xạ khống chế bầu trời với mục đích triệt đường tiếp tế, tiếp viện của quân địch, những trận đánh quyết liệt trên các cao điểm E1, C1, C2, D1, A1 liên tiếp nổ ra. Một số vị trí ta nhanh chóng chiếm được và lập trận địa phòng ngự, ngăn không cho địch chiếm lại, đồng thời hỗ trợ cho các đơn vị khác tiếp tục tiến lên tiêu diệt các vị trí khác. Riêng tại hai khu vực ở A1 và C1, cuộc chiến đã diễn ra rất gay gắt và quyết liệt. Hai bên giành giật từng thước đất, từng mét chiến hào. Từ giữa đợt tấn công thứ hai, ta đã giành được nhiều lợi thế quan trọng trên chiến trường Điện Biên Phủ. Sự hoạt động mạnh và có hiệu quả của pháo cao xạ đã phần nào giảm được sức mạnh không quân của thực dân Pháp. Ngày 22 tháng 4 năm 1954, đồng chí tư lệnh chiến dịch Điện Biên Phủ đã kêu gọi bộ đội rằng hãy phát huy tinh thần tích cực tiêu diệt địch và nỗ lực thi đua bắn tỉa. Bộ đội ta cũng luôn nêu cao khẩu hiệu một viên đạn là một tên địch, một viên đạn mấy tên địch, kiên nhẫn và tích cực, nhắm đúng mục tiêu, đảm bảo hễ bắn là trúng. Phong trào săn tây bắn tỉa từ đó đã lan rộng ra khắp mặt trận, từ các chiến sĩ súng trường hay súng máy đến các khẩu đội súng cối, sơn pháo và rất nhiều chiến sĩ thiện xạ xuất hiện. Náo mình ở những vị trí bất ngờ ngay dưới các hàng rào dây thép gai bao quanh cứ điểm. Từng chiến sĩ, từng tổ thiện xạ nhằm tiêu diệt bất kỳ tên địch nào ló đầu ra khỏi công sự, ụ súng. Kết quả là vắng hẳn bóng của quân địch xuất hiện ngoài các cứ điểm. Ngay ở các vị trí đóng quân sát sông Nậm Rốm, ban ngày địch cũng không dám lăm le xuống lấy nước. Hoạt động bắn tỉa của quân ta thật sự lợi hại. Chỉ trong vòng có 10 ngày, 4 tổ thiện xạ quanh khu trung tâm đã tiêu diệt được 110 tên địch. Có chiến sĩ thiện xạ diệt được 13 tên địch chỉ bằng 15 viên đạn. Các khẩu sơn pháo chiếm lĩnh trận địa vững chắc trên đồi E và đồi D ở phía đông, dùng phương pháp ngắm bắn trực tiếp vào mục tiêu trong khu trung tâm, tiêu diệt nhiều ụ súng và phá hủy được nhiều công sự địch. Các khẩu đội cao xạ cũng lợi dụng đêm tối cơ động pháo sát địch, bất ngờ nhả đạn vào những máy bay đang hạ thấp độ cao. Hàng chục máy bay địch đã bị quân ta bắn hạ trên bầu trời Điện Biên Phủ, buộc địch phải thả dù tiếp tế ở một độ cao lớn hơn, nên gần nửa số dù đã bị rơi vào trận địa của ta hoặc vào khoảng trống giữa ta và địch. Phong trào bắn tỉa của ta đã làm cho địch tiêu hao lực lượng rất lớn. Cuộc sống luôn trong trạng thái căng thẳng và hoang mang, lại thiếu thốn mọi bề, nên chúng giảm sút sức chiến đấu rất rõ rệt. Phong trào lan rộng, sôi nổi trên khắp mặt trận.
Nhiều câu thơ hay cũng từ đó mà xuất hiện trong thời gian này. Mỗi ngày làm 1-2 tên, nhiều ngày cộng lại rất phiền cho Tây. Phong trào săn Tây bắn tỉa kết hợp với đoạt dù tiếp tế thực sự đã trở thành những cuộc đấu trí và đấu lực căng thẳng giữa ta và địch. Ngày càng khoét sâu vào tinh thần chiến đấu thấp kém của địch, khiến cho chúng vừa đói ăn, khát nước, lại luôn trong tình trạng căng thẳng và mệt mỏi, từ đó không còn ý chí chiến đấu. Quân địch ngày càng thiếu lương ăn, thiếu nước uống, thuốc chữa bệnh và một điều đáng sợ khác hơn là lực lượng của chúng không ngừng bị tiêu hao bởi lính bị chết, bị thương và đào ngũ, dẫn đến khủng hoảng quân số một cách nghiêm trọng. Trong vài hồi ức về chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng viết: "Hàng ngày khi ở sở chỉ huy, nghe báo cáo số địch chết vì bị ta bắn tỉa, số lương thực và đạn dược của địch thả dù mà bộ đội ta đã đoạt được, tôi chẳng khỏi nghĩ chúng ta đang cho kẻ địch nếm những đòn cay đắng nhất." Đêm 1 tháng 5 năm 1954, quân ta mở đợt tấn công lần thứ 3 vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Bằng những nỗ lực phi thường, ta đã đào được một hệ thống hầm ngầm để đặt khối bộc phá tại cứ điểm A1, tiêu diệt địch và chiếm được cứ điểm này vào rạng sáng ngày 7 tháng 5. Tình thế của tập đoàn cứ điểm đã rất nguy cấp. Nó được ví như ngàn cân treo sợi tóc. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, sau những cuộc tấn công từ bốn phía hướng về chỉ huy sở của The Castry, cờ trắng mọc khắp nơi trên các hầm công sự của quân Pháp. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã hoàn toàn nằm trong tầm quyền sát của Việt Minh. Lần đầu tiên, quân ta đã bắt sống được toàn bộ bộ chỉ huy của quân đối phương và toàn bộ quân địch phải giơ tay đầu hàng. Với nước Pháp, đó là một sự thất bại thảm hại. Với quân đồn trú Pháp trong các hầm công sự ngập ngụa bùn lầy và xác chết, có thể đó lại là sự giải thoát. Các bạn vừa theo dõi chuyện Tây khổ ở Điện Biên Phủ và phong trào săn Tây bắn tỉa. Quý vị đừng quên đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử để nhận được sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!